sống mưu sinh, chỉ là em qua cơn đói từng ngày. Vì em không cha, vì em đã mất mẹ, thương đau vẫn là đau thương. Quý vị đại biểu, quý vị quan khách ngày hôm nay sẽ cùng nán lại sân khấu để lắng nghe đôi lời nhận xét của đại diện ban giám khảo. Có lẽ bây giờ xin được mời giám khảo Xuân Phi Trần sẽ có đôi lời nhận xét cho tiết mục này với số báo danh rất là đẹp của cặp đôi số báo danh 01. Hello, check check. Yeah, I rất thích bài này. rất thích bài này. Cái câu chuyện này nó rất là ý nghĩa. Và cảm ơn mấy đứa trẻ con đã giúp cái tiết mục của hai chú cô hai anh chị. Mời mấy đứa nhỏ ra. Thì cái sự mình rất thích trong cái bài này là cái sự sáng tạo, và nó sáng tạo từ cái phần nhạc và trang phục và tất cả mọi thứ. Hai anh chị làm mấy cái động tác bung bê rất khó và rất là ngược, và mình chỉ mong chờ một chút xíu về cái động tác, mấy cái động tác cho nó chắc hơn, cho nó cháy hơn một tí xíu nữa và nó sẽ tuyệt vời hơn. Nhưng đối với hai bài trước, đây là cái bài mình thích nhiều nhất. Không chỉ nhận xét mà có sự đánh giá riêng của cá nhân là giám khảo biên đạo Xuân Phi Trần thích hơn hay thích một trước nữa. Thêm một sự động viên kích lệ tinh thần cho số danh 01. Xin chúc mừng. Và thưa quý vị, đây cũng là một trong những tiết mục rất là đặc biệt của chương trình, bởi vì cái sự dàn dựng và ý tưởng cũng như thông điệp trùng khớp với thông điệp của doanh nhân tỏa sáng, đó là doanh nhân vì cộng đồng.
Em thích tại vì chị rất xinh đẹp, và đến thời điểm này với vai trò là đạo diễn cũng như là diễn viên cũng vẫn rất xinh đẹp như ngày nào, phải không quý vị? Phải không ạ? Yeah. Chị ơi, chị thấy các doanh nhân hát cũng như là nhảy thế nào? Ngày hôm nay thì cá nhân Việt Trinh đến đây ủng hộ cho bạn Trung Trần số 25. Và thật sự là Việt Trinh rất là bất ngờ, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Việt Trinh không nghĩ là doanh nhân hát hay như vậy. Tại vì trong cái tính chất nghề nghiệp thì Việt Trinh lại nghe ca sĩ hát nhiều hơn. Nhưng đây là lần đầu tiên Việt Trinh được nghe và thả hồn theo những bài hát và các doanh nhân đã hát, và công nhận là rất tuyệt vời, tuyệt vời ạ. Và đến những bước nhảy thì thật sự hồi nãy giờ Việt Trinh coi được 5 đội, và trong lòng Việt Trinh đang rất mong muốn đội số 1 sẽ là quán quân ạ. Xin mời diễn viên người đẹp doanh nhân Mai Thu Huyền lên sân khấu. Thưa quý vị, chương trình của chúng ta ngày hôm nay là chương trình của những vẻ đẹp. Nếu như mà với cái phần đôi nhảy có lẽ là dễ lựa chọn hơn, vì chúng ta chỉ có 5 đôi thôi, mà có lẽ là một cái đôi mà Mai Thuyền yêu ơi là yêu, mà hình như anh chị là cặp vợ chồng, đó là số báo danh 01 đúng không ạ? Vâng, anh chị vừa nhưng không những đẹp đôi mà lại nhảy, lại ăn ý, nói chung là đẹp toàn diện, nói chung cái tiết mục ý dùng một chữ tuyệt vời và chuẩn xác. Thế Mai Thuyền rất là mong là ban giám khảo cũng sẽ có cái sự lựa chọn giống chị em mình ạ. Và kính thưa quý vị, như vậy chúng ta đã biết quán quân bước nhảy doanh nhân tỏa sáng 2015 đã thuộc về cặp đôi mang số báo danh 01. Chúc mừng Hoa, kỷ niệm chương và giá trị giải thưởng 50 triệu đồng. Xin được chúc mừng cặp đôi mang số báo danh 01. Chuyên môn sẽ bước lên phía trước và giải yêu thích nhất về vị trí để chúng ta sẽ cùng chụp một tấm hình lưu niệm phục vụ cho công việc đăng tải truyền thông và báo chí. Đã có rất nhiều hoa và tình cảm dành tặng cho các cặp đôi. Cảm ơn của ban tổ chức trước khi chúng ta đến với phần trao các giải thưởng cho các doanh nhân trong phần thi tiếng hát doanh nhân. Các ban giám khảo đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, và có những người đang chụp hình với các doanh nhân cũng như quý vị khán giả phía bên ngoài không tập trung đủ.